Hello mọi người, lại là mình nha, Dương Đô Vật, nhân viên tư vấn bán hàng của Royal Enfield Việt Nam à, Hôm nay Dương đến showroom sớm và thấy showroom có đầy đủ rất là nhiều xe và rất là nhiều màu mới vừa về Cho nên Dương sẽ quay clip nhanh này để review những chiếc xe đang có tại showroom Báo giá những cái màu đang có tại showroom cho anh em nắm nha Anh em nào quan tâm xe Royal Enfield thì cứ theo dõi video clip này với Dương nha rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến con Classic 350 ha Đây là chiếc xe có giá thấp nhất cũng như là có phân khối thấp nhất của Royal Enfield tại Việt Nam Thì nói trước mà cái bạn đây là Classic 350 Xe này thì bữa giờ Dương review rất là nhiều và bán cũng rất là nhiều rồi Cho nên bây giờ sẽ quay sơ và báo giá sơ lại cho anh em nào thích cái dòng Classic 350 này thôi à, Classic 350 có tới 9 màu lần anh em rất là nhiều và giá bán nó sẽ tùy theo màu ha Chứ mà cái bạn đây là màu Hacione thì màu này là phiên bản màu có giá thấp nhất của Lexus 350 đó ba màu này chúng ta sẽ có cùng giá bán là 123 triệu 900 đã bao gồm VAT rồi đó anh em nào quan tâm ba cái màu này thì nhắn tin số điện thoại Dương để trên màn hình à, báo địa chỉ cho Dương để Dương có thể tính giá lăn bánh chi tiết tại địa phương của anh em cho anh em nắm nha đó Lexus 350 cổ điển rất là đẹp ha anh em rồi à, sẽ tiếp tục với Lexus 350 thì chúng ta có các màu khác ở bên đây. đây chúng ta sẽ có phiên bản màu bánh mâm màu xám bánh mâm đi vỏ không ruột ha thì ở đây chúng ta sẽ chỉ có hai màu đi vỏ không ruột đó là màu xám này và một chiếc màu đen mờ bên đây hai cái phối màu này của Lexus 350 chúng ta sẽ đi bánh mâm và vỏ không ruột nha thì nó sẽ có giá à, nhỉnh hơn những cái màu khác một chút đó, đó là 132 triệu 900 đã bao gồm VAT Ok, vừa nhắc lại ha hai cái màu xám bánh mâm và màu đen mờ bánh mâm có giá là 132 triệu 900 đã bao gồm VAT rồi Ok vẫn là số điện thoại Dương để cho màn hình anh em quan tâm màu nào thì gọi cho Dương ha rồi bên cạnh đó chúng ta sẽ có hai màu quân đội màu vàng cát quân đội và màu xanh quân đội ha đó, hai cái màu này cũng mới vừa hết hàng vừa về lại hồi đầu tháng thôi đó hai màu này thì đồng giá là 129 triệu 900 đã bao gồm VAT rồi Ok, Dương nhắc lại ha, hai màu quân đội 129 triệu 900 đã bao gồm VAT rồi Và chúng ta sẽ tiến đến màu Chrome Màu Chrome là màu đặc biệt của Royal Enfield Và cũng có mức giá cao nhất của bản Classic 350 luôn Màu Chrome đây chúng ta sẽ có một Chrome đỏ ha Đó, 134 triệu 900 đã bao gồm VAT cho màu Chrome nha anh em Đó. rồi, À, chúng ta sẽ tiến đến một dòng 350 nữa sử dụng chung động cơ với classic đó là năm 350. Thì năm 350 được rất là nhiều anh em văn phòng cũng như là những uh, anh em thích uh, cái tư thế ngồi thoải mái lựa chọn ha. Động cơ thì chung với Classic 350 rồi. Đó. Chúng ta sẽ có rất là nhiều phối màu vừa mới về tới showroom của Royal Enfield luôn. Cả bản uh, Stella nè. Màu đen nhám ha. Bản Supernova thì nó sẽ có kem kính chắn gió nữa đó rồi chúng ta có hai màu đỏ mới bên đây nữa màu đỏ bọc đô bên kia màu đỏ bên đây thì hơi tươi chút ha bản windows nova rồi dương sẽ báo giá nhanh ha bản stella tức là bản màu trơn không có tem màu trơn sơn màu trơn một màu thôi à, có tự lân sẵn đó anh em thấy cái tự lân đây ha đó có tự lân sẵn thì chúng ta sẽ có màu đen mờ và màu đỏ bọc đô bên đây đó màu đen mờ và màu đỏ bọc đô thì hai cái phiên bản màu Stella này là 132 triệu đã bao gồm VAT rồi nha anh em ok rồi quay lại với bản Supernova thì chúng ta có ở đây là gì à, Supernova nâu nè Supernova xanh và một bản Supernova đỏ giá là 135 triệu đã bao gồm VAT rồi nha anh em thì bản Supernova đỏ này riêng màu đỏ này là chỉ còn một chiếc duy nhất nha đó anh em nào nhanh tay thì gọi số điện thoại dương để cho mày hình ok ha rồi, đó là à, những cái dòng năm 350 và năm 350. Chúng ta sẽ tiến đến một dòng cao hơn. Hai động cơ là con Interceptor 650 ha. Rồi, chúng ta sẽ tiến qua khu vực này. Đó, Interceptor 650. Chúng ta sẽ có ba màu trơn ở đây là màu xanh nè, màu cam đằng kia. Và bên đây chúng ta sẽ có màu đỏ bọc đô ha ở đây hơi ngược sáng xíu nha, chia ngoài một đỏ hơi khó thấy xíu anh em. Rồi ba cái màu trơn này của Interceptor 650 có giá là 189 triệu đã bao gồm VAT và đặc biệt ở trong tháng 7/2023 này Interceptor 650 đang có chương trình miễn phí 100% chi phí đăng ký và lệ phí trước bạ cho anh em. nó anh em nào quan tâm Interceptor 650 thì sở hữu trong tháng 7 này rất là ưu đãi lớn nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói qua Scram 411 ha. Mẫu xe mà cho anh em nào thích đi địa hình off road nhẹ nhẹ ha. Chúng ta sẽ có ba màu ở đây. Thì Scram 411 giá chỉ từ 140 triệu đã bao gồm VAT nha. Đó, vừa nói cái giá của cái màu thấp nhất luôn. Anh em nào quan tâm màu nào thì nhắn vô để Dương áo chi tiết hơn nha. Giờ cái clip nó cũng hơi dài rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ nói nhanh qua GT650. GT650 đây là khu vực của GT650 nha màu quơm, màu xanh và màu đỏ à, Chúng ta có thêm màu xanh bên đây nữa, màu xanh nhớt Đó, thì GT650 có giá là 192 triệu đã bao gồm VAT Giá thấp nhất ha, tùy màu Anh em nào quan tâm thì gọi số điện thoại trên màn hình của Dương nha Để Dương tư vấn màu cũng như là giá lăn bánh cho anh em Rồi à, còn một chiếc uh, Himalayan 411 nữa nhưng mà hiện tại là chưa có trưng bày tại showroom vì chỉ còn một chiếc màu đen duy nhất thôi. Đó, anh em nào quan tâm thì gọi cho Dương nha. Rồi ok vừa rồi là clip à, đi một vòng showroom của Royal Enfield Việt Nam cũng như là báo giá cơ bản Anh em nào quan tâm màu nào, xe nào Gọi số điện thoại Dương để cho màn hình Dương là nhân viên tư vấn bán hàng của Royal Enfield Việt Nam Dương sẽ tư vấn chi tiết cho anh em giá lăn bánh Cũng như là tổng các chi phí để có thể sở hữu xe sớm nhất nha Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn mọi người ở video clip sau